Rồi ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay nha. Hôm nay mình sẽ có cái kèo khá là căng nha các bạn. Đó là hôm nay mình sẽ cầm Lorion đi support nha. Rồi team mình thì nó có hơi mỏng máu một tí, còn team bạn thì khá là trâu máu luôn á. Có Senel nè, có Floor nè, đó, rồi có cả Yan nữa. Rồi ai đi theo mình đầu game solo bị ấy lắm nữa kìa. Ok, gỡ lại được cái mạng nha. Ui lắm khác vậy. Ủa tóc biến cái ui chết rồi, con dành rồi, xong rồi này, anh này xong rồi này, về đi rồi, lên bán hết luôn, lên bán hết luôn. Ăn một và mất lại ba mạng mấy bạn, quá lỗ. Thế mình sẽ có tu lên đi mid nha, đối đầu với lại Rat. Còn mình sẽ đi support để trợ cho Cap này. Sau đó mình sẽ lên tanh nhiều hơn. Ok, vẫn hạ được nè. Đi đâu, đi đâu, đi đâu, chơi, 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 chơi. Hết, tốc biến rồi đúng không? Ok, hai mạng luôn các bạn. Khá thơm. Mà AD cho mình thì có vẻ như là khá là thọt rồi nha, mất hai mạng rồi, vẫn chưa ăn được mạng nào. Tem bạn khá là trâu luôn á, vừa Jhin vừa Floor mà vừa Senel nữa chứ. Rồi trên tổng là tem mình chắc chắn đánh làm lại đâu, tem mình chỉ có bắt lẻ là ok thôi. Ồ, Floor chọc kia vậy. Nè nè nè, đây nè, đây nè, đây nè. Lùi đi, lùi đi, lùi 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 lùi. Ok, mình sẽ giải nha các bạn. Này thì mình sẽ giải như ở những lần hất tung con Senel nha, đấy khá là khó chịu luôn mà. Ok, ô xong rồi, ok à, được Vaseline nha. Bắn luôn, bắn luôn, bắn đi, chui chui chui, lùi lùi tí, lùi 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 lùi, được rồi, được rồi, được rồi. Senel trâu lắm. Nè nè, ăn đi ăn đi, ăn ăn con này nữa. Ê, từ 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 bạn ơi, từ từ. Ui sao để mất máu vậy, thôi về 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 nó kìa, về đi. Ui nó bọc đầu rồi, cái đó là mình nghĩ là dùng băng xương thì nhiều khi mình cũng chưa chắc hạ được bằng rát nữa rồi, tại vì cáp của mình đó là đang bắn Senel rồi. Tại đó nếu mà cáp bắn Senel bắn rát á, ồ Batman xong rồi. Khó chịu thế nhờ, em ép triệt để luôn chủ dưới rồi, chắc một thục nữa là lấy được cái chủ rồi các bạn. AD03 rồi, khá là thọt luôn. Trận đấu này khó nha bạn, quá khó luôn á. Thì mình thì có thể là mạnh đầu game về cái đường sát thương đánh đơn mục tiêu. Người team bạn thì lại là theo tranh tổng, khá là trâu, cho nó tung liên tục nè. Ui vẫn không hạ được danh các bạn. AD thì cũng bắt đầu đi đẩy lẻ rồi. Rồi mình nghĩ chắc đẩy lẻ của này thì bạn ấy thế nào vẫn cũng chấp nhận là sẽ bỏ lại cái mạng nha. Thì lên cao quá tem mạng một đầu thì chạy khó chạy lắm. Nên là chắc liều mình để lấy trụ các bạn. Thế nãy giờ thấy bắn trụ khá là nhiều luôn á. Giao tranh thì không ăn được mạng nhưng mà máy chủ yếu là cái lối lại đánh đi đánh trụ, bắn trụ không à.
Lấy trụ là chân ái hả? Lên đây, đây, rồi lo nè. Batman với cái giao diện mới á mấy bạn, thấy nhìn nó kiểu như nó khá là hoạt hình nha, cái khác nhưng mà nhìn cũng rất là ngầu nha, chứ không bao như Batman kia thì nhìn bậm trợn hơn nha. Batman thì nhìn ngầu nha, nhìn kiểu như anime đó, cái kiểu này. Ôi có giải rồi, thôi về đi vào lo. Ồ rồi nó mua cái này sẽ tụi lên sống nổi, nó còn hất tung nữa kìa bạn. Ui mình bấm hai lần rồi, mình bấm bấm nhầm cái giải rồi, bấm liên tục hai lần, bấm để băng xương, để băng xương ngờ bấm cái lần tiếp theo dính theo giải luôn. AD lỏ vậy hả? AD phí hơi nhiều nha. AD thì lên cái kiếm điện trước. Ôi chậm rồi. Ok, bây giờ mình sẽ lên cái đóng lên cái giáp đóng cổ nha bạn. Bởi vì ngày trước á, là nếu như mình đi ở những cái trận khác á, là mình sẽ lên cái item mình còn lợi thế cho mất trụ nhiều như thế này nè. Mình sẽ lên, có thể là mình lên sách hoặc là lên mặt nạ Brick. Mặt nạ Brick thì ưu tiên mặt nạ Brick nhiều hơn nha. Và lo không vào ha, và lo không vào cứu Arsenal, anh đi đứng ngoài. Và phải đó mới đem mình ăn được cái mạng Arsenal. Mình chắc qua lo là không dám vào, mình sẽ vào dính cái cầu của mình. Và lo thì mùa này là mình nghe ông Khanh là thấy là lên cái đầu xanh đó, hay khương khung kiếm, và cái đầu xanh hay gì đó là cái đó là lên là và lo sẽ khá là mạnh đó các bạn. Và lo với lại thanh niên, thôi bắn đi bắn đi bắn đi, lo với Omen rồi nha, mấy vị đấu sĩ mà có khả năng mà miễn vết thương đó, nó kiểu như vậy. Úi đông vậy, ngồi ra mình giải ra, đánh luôn đánh luôn luôn, có giải rồi rồi lụm luôn. Ok lụm vào lo luôn các bạn, quá thơm quá thơm, hai mạng luôn. Hai mạng tưởng đâu pha đó bắt được em mình, nhưng mà ai ngờ pha đó mình có giải thôi nè. Giải được cái chiêu hất tung của Chanel nha. Rồi thầy có cái món mặt nạ Brick trước của mình mua luôn, rồi sau đó mình sẽ lên quay lại, mình lên cái được rồi, mình lên cái giáp bóng khổ nha bạn. Thì giáp bóng khổ nó sẽ giúp cho mình có thêm một cái lượng đam phép nữa nha. Nhưng quay lại giáp bóng khổ là chỉ giúp cho mình có giáp không đâu, không thôi đâu, mà nó còn phản lại cái lượng sát thương của tên bạn nữa, cái một lý cái tên bạn, rồi sau đó nó là cộng thêm sát thương phép cho mình nữa bạn. Và lo nè, và lo nè, và lo này hình như giống bị lắc lắm các bạn, như là nhiều pha đi qua đời nhau luôn, rồi có là nãy pha nãy Chanel nãy nữa nên không cứu đồng đội luôn, cũng đồng nghiệp. Ôi trời 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 trời, ui nó băng trụ kìa, nó băng trụ kìa, ý nó giải kìa. Ôi pha đó mà mình hất tung là mình lụm được hai thằng luôn các bạn, tung là trụ với là nó không bắn gian trước, rồi cho đó sẽ tới Chanel. À, đó là theo mình nó đã dồn đam hạ được cái Chanel luôn mà nó là giải được các bạn thấy không. À, đây thì mình không lên cung mà lên bí kiếm chặt boss đến gãy lưng ha. My magic is
Rồi, đường trên chắc đi nữa rồi. Ủa, nó mua qua mua rồi. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Phở lo thì cầm được suy nhược nha bạn. Biết phở lo này có lên kiếm xanh không nữa nè. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Ô, giải này, giải này, giải này, giải này. Ui. Ok, vẫn hạ được gác nha bạn. Nên một đối một thôi cũng được. Mà lỗ hơn tí là thở ở D với mid em bạn. Như là mình bắt được van á thì nó hay hơn nha. Mà gì cũng được thôi. Thì theo mình đang trong là thế bị ép mà đổi được mạng cũng cũng là may mắn lắm rồi. Lính nè, thằng này quá khó luôn nha. Tôi lên lên sách là mình sẽ không lên sách, mình sẽ lên phần lớn mình lên đam nha các bạn. Ồ, mình lên quân thủ nha. Một phần này xong rồi ơi, một nó huyền thoại luôn rồi. Nó trừ cái mặt nạ virus cho thôi thì mình sẽ lên thêm cái giáp cái A. Với lại để là mình lên thêm cái băng xương nữa các bạn. Còn nếu như mà team mình mà bắn mà không thấm thêm bạn, lượng chất nó nặng quá thì mình sẽ lẽ là mình sẽ lên thêm cái trường ngũ mang để tối được cái lượng sát thương khi mình bay vào nha. Tại vì bây giờ mình đóng nhiều đồ thì mình cũng khá là trâu á, là gây được đam bao nhiêu thì mình sẽ cố gắng mình gây. Mưa nữa rồi mấy bạn, mấy ngày nay bão quá bão rồi. Đó, mưa nữa rồi. Mình thấy không, mình khá là trâu luôn đó. Đây rồi, 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 xong nữa rồi. Ui, bên này mình chậm một nhịp rồi mấy bạn. Chậm một cái nhịp rồi. Ok, hai được follow rồi. Ăn miếng trả miếng nha. Vậy cũng được các bạn ơi. Đỡ mạng đi cho nó đỡ. Mày sắp xong mình quá. Ok. Thôi coi câu nó, câu nó, câu nó, câu nó. Ui, hụt kìa. Ok, lụm luôn, vẫn lụm luôn. Mình lụm được hai mạng luôn. Ủa, phải không? À không, hình như mình lụm được có một mạng à. Mạng kia như của đồng đội của mình. À, bốn bốn người lên bảng kìa, ngon 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 ngon, đẩy trụ đi, đẩy trụ đi. Mình sẽ quyết định lên cái chuồng hổ mang nha các bạn. Rồi, quá thơm luôn, danh đợt này hết múa được rồi. Vì có thêm một cái thêm tu len nha, len nó giật hồi tại đó, thốn lắm. Là có lo điểu nó sốc đam nhanh nên là da anh sẽ rất là khó còn nhanh nha. Thì mình bắt đầu có đồ rồi, bắn được rồi đó các bạn. Mà ở đây thì có vẻ như phía thêm nhiều rồi, bạn ấy vẫn đánh nè, vẫn bắn đó đấy, vẫn bắn được nha. Ok, lậm luôn mà lo luôn, lậm 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 luôn, cậu tới nè. Rồi mất luôn. Thơm 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 thơm. Bánh đu bánh đu bánh đu bánh đu bánh đu. À được nào hả? Ui. Không mà được kìa. Không mà được van như bàn tay. Ui, nó bằng xương. Ok, à được van luôn. Ê, được không? Ui, vẫn được. Còn hồi sinh. Rồi, phải này xong rồi. Hay nha, hay nha. Ăn được ba mạng gửi lại lợi thế chưa? Hả? Kiếm điện rồi quỷ kiếm rồi điều hiu ga nữa hả? Nên nên đồ đọc gì?
Thật ra là hiện tại bây giờ mình thấy Meta hiện tại bây giờ là các mini sẽ ưu tiên lên cung nhiều hơn là lên quỷ kiếm nha các bạn. Thì chắc bọn này phải lên quỷ kiếm cho nó kiểu cho nó rẻ hơn hay sao á, thì không biết bạn ấy lên đồ mình đây, cậu tới nè, go go go, follow pha này xong rồi, lo rồi rồi đâu sẽ bắt được, đánh luôn. Pha này có thể là win giao tranh luôn nè các bạn. Gian kìa, ôi Gian nó muốn đánh luôn. Gian đánh luôn, rồi cho mình đông hơn mà. Rồi, lụm luôn. Ok. Quá thơm luôn các bạn ơi. Rồi, rồi pha này win được không? Win luôn. Mình bắn quang chung nha. Rồi ép chủ đi, lên bảng hết rồi kìa. Bán luôn. Ừ, bán luôn, lên full đủ luôn nha. À, mấy thằng này hả? Con nào mỏm với nhau rồi nha. Rồi đó, mình nào máu khá là nhiều rồi đó các bạn. Rồi xong luôn, còn giải nè, đánh luôn, lấy chủ đi, mình đã đam cho lấy chủ rồi. Còn giải nha, đây, rồi, ok. Ui, sao nó khó thật sự luôn á.